heo rừng lai làm sao biết được heo rừng đó? Người ta nói heo rừng lai thì mình nói heo rừng lai thiệt, mà cái thịt này nó, cái heo này nó ít mỡ, nó thịt không. Thường thường heo rừng là một lỗ chân lông nó có 3 cọng lông. Thiệt không? Thiệt. Đâu có cọng lông nào đâu biết, người ta thui hết nè. Lắp thì mở mớ. Cắt sao? Cắt ướp chiều sao? Đâu vậy? Cái khúc này để luộc á. Này, sao? Ăn hai món. Còn miếng nó đi làm gì? Miếng nào? Nó để dục. Ngon ha, tươi heo tươi. Cắt xong rồi nè, hấp dẫn không? Trên 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 trên. Heo rừng lai. Xong giờ mình đập cái này ướp thôi. Củ hành. Ây da. Ây da, văng vô tay ha. Đó. Cái này là du khen khúc luôn. Du khen khúc nha. Bỏ ở đây cho nó kiện. Xả cái da hầu đập này. Này thay vì mình đi mua chợ người ta bào á, hoặc là mình cắt mỏng 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 thôi, này là biến. Cắt vậy mà còn cắt không nổi nữa. Ấy dạ. Vậy đi. Đi giờ mình ướp nha, để lấy cái găng tay cái. Lấy ngũ vị hương. Bên tiếng phim. Okay. Heo rừng. Cái cục này là một tí cái hai nè. Bỏ cái gì? Bỏ xả vô nè. Bỏ hành. Tên tên tên. Cái này là bột hành no vậy đó. Ít muối. Mình là người miền Tây chắc đi. Tiêu. Búp. Ngủ gì luôn mấy cái thôi. Ngủ vị hương bỏ vào nó thấy. Xong là tí.
gì rượu vang, cái này rượu gạo. Tí thôi cho nó thơm. Bóp nhé. Thơm. Mùi quá. Thơm lắm. Thơm lắm luôn. Cái này ta thơm. Mà cái này không ăn với cơm đâu. Thơm mùi rượu, thơm mùi quý hương. Bí quyết gia truyền. Lần đầu tiên là bí quyết gia truyền. Tự tạo ra bí quyết gia truyền. Nhà mấy đời làm FB. Chế món ăn, cái gì mình làm chế ra ra. Muốn ướp gia vị gì mình chế ướp thôi chứ đâu biết đâu. Cái bà bán thịt này bà nói là mua cái hộp gia vị thêm 20 ngàn nữa để trộn vô. Cái em nói có cái gì khác, cái bà nói là có cái ớt sa tế hay gì đó của bà tự làm. Cái em nói thôi khỏi, ở nhà lấy cái này trộn vô ăn là hấp dẫn không? Thơm. Ướp nha, quên cất tí nha. Tí chiều cái tủ lạnh nha. Tên 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 tên. Here.